Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tại Nhật Bản. Có tới khoảng 200.000 người dân ở miền Tây của Nhật Bản đã được yêu cầu phải sơ tán khẩn cấp trong ngày 2 tháng 11 khi mà các nhà chức trách đã cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất cũng như là lũ lụt do dư âm của cơn bão nhiệt đới Konrai. Và theo như dự báo thì một số khu vực ở tại Nhật Bản có thể ghi nhận lượng mưa lên tới là 300mm trong ngày hôm nay, ngày 3 tháng 11. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết không khí ấm, ẩm ướt đang gây mưa lớn với dông bão ở miền Tây nước này, mà một phần do ảnh hưởng của bão Konrai hiện đã suy yếu thành áp thấp. Chính quyền thành phố Matsuyama đã phát đi cảnh báo cấp độ cao nhất, yêu cầu 189.552 cư dân tại 10 quận sơ tán và đảm bảo an toàn ngay lập tức. Mặc dù việc sơ tán không bắt buộc, nhưng cảnh báo cấp độ cao nhất của Nhật Bản thường được đưa ra khi có nguy cơ xảy ra một số loại thảm họa. Do ảnh hưởng của mưa, dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen ở một số tuyến đã bị gián đoạn. Giới chức kêu gọi người dân thận trọng trước nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng thấp, nước sông dâng cao tràn bờ, sấm sét, mưa đá, gió giật và lốc xoáy. Khuyến cáo tránh lái xe trên các tuyến đường ven sông trong thời gian này.